Thế nào mấy chị? Rồi ghi giùm em khóa thì thêm thần nè. Cái này là hôm qua em gọi là xét gì ta? Xét cống chày hả? Nhìn cái chân vải không, người ta là bán 140 rồi mấy chị. Chân vải người ta bán không là bán 140 rồi. Chân vải có quần 2 dây sale sale bao nhiêu ta? Sale 120. 2 dây 120. Có xét rồi. Hết rồi mấy chị ơi, 2 dây 120. Khoác này là khoác mắc này. Khoác này tới 140 rồi đó. Rồi xả 70.000 luôn. Ghi cho em là khoác xanh nhá. Xanh 70. Dây kéo này. Ống tay của nó là cái ống tay đây gọi là ống tay gì ta? Có sổ ngón chống nắng nha. Đây. Rồi ghi giùm em 70 luôn ghi nha. Nhưng mà ghi cho em là khoác xanh nha. Ghi cho em chữ mã khoác xanh thì mới đúng. Vải dày lắm. Xanh 70 cho chị Vân Yuri, chị Thiên Thần, Huyền. Còn cái đưa chị màu đen. Còn một cái xanh, một cái đen. Phương phương xanh, rồi còn một cái đen nữa chị. Còn xanh không? Thơm Nguyễn màu xanh, rồi còn một cái đen hết. Tặng với chị 70 á. Rồi mẹ mặc hết. Rồi mẹ mặc còn cái nào hết á. Còn cái màu hồng. Còn cái đen. Đi cọc mới bán chị ơi, đơn hàng có vấn đề không có bán được người đẹp. Rồi em còn một cái đen nhá. Ai lấy đen thì ghi giùm em là đen. Đen giùm em. Hai cái đầm chứ 3-4 cửa hỏng có bán luôn á. Mà cái này lên coi lên con xuống ấy. Rồi áo giùm em, đưa cái áo phải kia chị đi. Ba lỗ với cái kia. Khoác đen chị Lê Lý rồi hết. Mỹ Uyên không có khoác xanh. Chị đâu thấy comment của Uyên đâu ta. Không thấy luôn đó Uyên ơi. Rồi áo này chữ đằng sau rồi xả luôn 65 có cái à. 65.000. Cái áo này đẹp lắm luôn đó mọi người. Cái này jean đâu rồi phạt à. Chị đi khoác lên đó. Rồi ghi giùm em nha. Đây. Siêu đẹp với lại cái khoác kia luôn. Với lại cái khoác có màu đen rồi kia. Áo xanh cho Quỳnh Như, biết cái áo đó không? Rin này em mặc còn có cái này, xả 145 nha, còn có cái à. Thêu ở đằng trong. Ủa đôi hôm qua đi chơi chị đi rồi, bị ẩn rồi á. Ráng thoát ra chia sẻ lại chị cái đi. Rồi mã này dùm em khoác áo rin. Áo rin, đứng ghi khoác đi nha. Áo rin 145. Áo rin 145. Áo nó đẹp lắm luôn á, theo nha mọi người nha. Hết rồi hả? Rồi ba lỗ giùm em 49.000. Ba lỗ đen 49. Trời ơi, cái ba lỗ này đẹp lắm luôn á mọi người. Đen trắng 49.000 giùm em nha. Áo trên cho chị Vũ. Áo này đẹp lắm luôn á mấy bà. Áo này là rất là đẹp. Rất là đẹp chứ không phải là đẹp đâu. 49.000 trắng đen. Áo này đẹp ha. Ba lỗ á mọi người, mà vải nó đẹp lắm. Vải này đẹp không? Phê luôn. Trắng cho Quỳnh Như, trắng cho Phan Vi. Đen cho chị Vân, đen cho chị Ngọc Diễm, trắng cho Vân Yuri. Thêm trắng chị Hà Vân này, chị Hà Vân này có đen rồi á. Đen cho Dương Mỹ Tiên. Đen đưa chị cái nu. Có cái nu này mấy chị. Có cái nu rồi em còn 3 cái luôn là hết luôn, còn 3 cái 3 màu. Đen cho chị Thu Lê. Còn cái đen hả? Phải còn cái đen á. Đen trắng nu. Đúng mệt quá. Đen trắng nu giúp Dung nha cả nhà. Đen trắng nu. Vân Du đi có rồi nàng ơi. Có rồi. Đen cho Thanh Phương hết đen. Còn một trắng một nu. Còn một trắng một nu hết. Tôi áo khoác này trắng cho Như Phạm rồi hết trắng. Còn một nu. Còn một nu thôi mấy chị. Ai lấy nu ghi giùm em là nu nha. Comment một lần để chúng thấy thì mấy chị ai mà ẩn đó, nó ẩn từ đầu luôn rồi á. Nếu mà ẩn quá thoát ra bấm like xong rồi vô xe một cái thôi là thấy. Xe một cái thì ba lỗ quá 49.000 nè. Vô xe một cái thôi, đừng xe nhiều nó bị báo sao, nó lại bị ẩn nữa. Sợ là sợ bị ẩn thôi. À mệt quá. Rồi cái này ghi giùm em nha. Áo khoác cao cấp, cái này khoác mắc nha mọi người nhé. 230 á, xe cho mấy bà
150 luôn đi. Nè má ơi, áo này áo mắc như mấy chị nói trước nha, không phải áo hàng rẻ đâu. Áo này khoác của tao bao á, vải của nó là len nhung. Nè xịn sò không? Vải rất là đỉnh luôn, màu đen nó hơi chói cho mấy chị. Rồi ghi giùm em nhá, khoác giùm em 150. Cái áo khoác này nó không phải áo khoác kaki, không phải áo khoác thun, mà nó là len nhung nha mọi người nhá. Cái áo khoác len nhung này lúc nào nó cũng tầm khoảng chừng 300 mấy hết á. Len nhung nó rất là mắc. Không phải bán 230 rồi xe cho mấy chị 150 luôn. Chị Thiên Thần một cái, chị Hiền Kim một cái. Hiền Kim ở đâu cho em xin thêm địa chỉ đi chị Kim ơi, chị Hiền ơi. Cho em xin thêm cái địa chỉ nha người đẹp. Có cái đâu này, hôm bữa xạ 165 rồi đó. Nay xe mấy chị 150 luôn. Hàng này hàng mắc mấy chị. Còn cái đâu này, mấy chị cầm về có phải là hàng nhung không? Xịt lắm, đã lắm, cầm đã cái tay cực kỳ luôn á. Cho em cái địa chỉ nha chị Hiền Kim ơi. Em cầm cái nu, ai lấy nu thì chốt nu. Bạn nào thêm nu thì ghi giùm em thêm nu rồi. Xong. Chị Hiền Kim ơi, cho em thêm cái địa chỉ đi. Thêm nu thì ghi cho em chữ thêm nha. Rồi, cái này 45.000 luôn. Sọc tay dài á mọi người. Sọc tay dài 45 không ôm. Sọc tay dài 45. Cải cho nó sạch kho đi. Thế xe lít rồi. Xét ba lỗ ngoài kia đúng không? Rồi quần baggy. Sọc tay dài cho Thúy Hằng. Sọc tay dài đó trong còn không? Cái gì ta? Gì Suka Sukura. Anh lên thêm với cái địa chỉ nha. Thêm nu chị Hiền Kim. Còn quần jean dài á bé, đợi xíu đi chị sale cho. Rồi quần baggy còn có cái. Cái quần baggy này là hôm trước đánh nhau luôn á. Mà còn cái size M của bạn đặc xả này. Còn cái size M mụn bao nhiêu? Mụn bao nhiêu em? 135. Có cái baggy duy nhất. Cái quần baggy này là em thích nhất. Tại vì em rất là thích cái mông ở đằng sau của nó luôn. Đẹp lắm. Mà có cái để mấy chị 135 luôn. Baggy cao cấp nha mọi người nhá. Quần baggy á, này mọi người mặc lên thường hay sắn một cái like lên rất là đẹp. Baggy giùm em nhá. Khoác nâu cho chị Sukura Anh. Ok người đẹp. Rồi ai lấy ghi giùm em nhá. Sọc xanh cho chị Thiên Thần rồi hết. Bét ghi chị Ly Trúc Nguyễn. Rồi cái này em còn một cái sọc hồng. Bao nhiêu ta? 45 hả? Rồi ghi giùm em nhá. Sọc hồng 45. Còn cái sọc hồng bé hết bét ghi rồi mấy chị. Cái đó là hàng sale á, không còn đâu. Cái không đưa chị cả. Để đưa chị xếp ba lỗ. Hết rồi mấy chị ơi. Rồi cái này là hàng cao cấp này thấy không? Hàng của hãng ra. Rồi 160 khoác áo kẻ sọc hồng thôi. Sọc hồng Sukura Anh, áo kẻ xanh không hết rồi các bạn ơi. Đây này đẹp không? Khoác jean siêu cấp, chia sẻ lại giùm em nhá. Kẻ xanh còn hả? Phúc Toàn là kẻ xanh. Dạo này nó nhiều người á, họ xài quá mấy bà lát kinh khủng luôn. Thiệt, một ngày em like mà em khủng với cái phần mềm luôn á, không có ra đơn được. Rồi áo khoác 106. Cái này là khoác jean siêu cấp nha mọi người nhá. Khoác 150 chỉ còn màu đen hai cái thôi. Khoác 50 chỉ còn một cái màu đen thôi. Phúc Toàn cho chốt thêm một sản phẩm chị Dung đi hàng nha. Cái này ghi cho Dung là khoác jean đi mấy chị. Cái form này ai cũng mặc được hết á, đừng có kỳ cái form này. Form này là form rộng, mấy chị mặc khoác riêng phải mặc form rộng chứ ai mặc form ôm, đúng không? Nói chung là tất cả các loại khoác mấy chị nên mặc cái form nha. Một cái kiểu là khoác riêng nó phải mặc form rộng mấy chị. Khoác riêng không ai may form ôm như mấy chị hết, kể cả form laptop cũng vậy. Khoác riêng cho chị Thiên Thần. Trúc Linh em lấy khoác gì á? Còn cái, còn hai cái khoác riêng đó. Đây set ngủ này, hôm qua quá rồi người hỏi á. Khoác riêng cho Trúc Linh. Đây cái set ngủ hôm qua quá rồi người hỏi nè mấy bà, thấy không? Có 95.000 cái set ngủ á, nam mặc được thoải mái chị. Cái đó là nam nữ mặc được tại vì nó là form rộng ấy. Nè set ngủ còn set màu đỏ. Má ơi những cái set này nó, vải này nó mắc hơn cả cái vải lụa satin. Vải này nè, đó set ngủ đùi á. Ai lấy set ngủ 95, Châu Nguyễn. Rồi còn
95.000 vải này nó mắc hơn cả cái vải lụa satin. Mắc hơn cả vải lụa satin đấy. Nè, còn phát rin hai cái ấy, chị. À một cái. Hồng cho chị Sukura Anh. Còn mét ghi chốt cho chị kia rồi. Ký như không có. Rồi ghi giùm em nha. Em còn một hồng với một xanh đen, hết đỏ rồi. Còn một hồng với một xanh đen là hết. Chị không? Đứng mạng không nghe. Đứng mạng hả? Thằng nãy giờ nó lác lắm luôn á. Nó muốn là giật, muốn khùng luôn rồi đó. Rồi còn một hồng một xanh. Xanh da Thúy Kiều. Phát Linh chỉ còn á. Còn mạng lác hả? Đưa Phát Linh. Hồng cho Châu Nguyễn. Kem đi Diễm cọc chút chung. Kem đi Diễm đi cọc chút chung nha. Hồng cho Candy Diễm này, chốt cho Candy Diễm cái hồng nó còn cũng thương đi chứ khách mới bom nhiều quá. Khách mới còn không nghe máy chứ. Không nghe máy nhiều ơi là nhiều luôn đó mấy bạn. Phát riêng còn cái này thì kiểu hai cái chứ. Hết phát riêng ở trong rồi đúng không? Còn hai cái à. Quên lát vậy luôn hả mấy chị? Lát vậy luôn hả? Còn bao giờ chị đi mặc cái đen xoay cái đầm dai này. Lát lắm hả? Giờ sao? Phát riêng nè. Chị Kiều có lấy phát riêng thì chốt nha. Có lát lắm không mấy chị ơi? Để em biết được em mò nè. Canh. Chị mặc cái này. Lát quá không? Trời má, lai trước cũng lát, lai này cũng lát. Bà mẹ. Chán, chị mặc đi. Dạo này cá mập gì đâu ra không biết luôn á. Trả cái đầm xanh cho ai. Hai cái set này nó vải nó dày đã ghê. Nó cầm nó nặng trịch cái tay đã. Phong á. Mình sẽ mặc mấy set thể thao mà nó dạng vải nó xịt như thế này. Rồi má ơi cái set này mặc bao vưng. Nó hơi chói mấy chị ơi, em ngu quá rồi. Em mặc màu đen nó hơi chói rồi. Chết em rồi. Mặc màu đen nó hơi chói. Phát riêng cho Hoàng Yến. Có xe có 160 hả em ơi? Lát quá không nghe được. Giờ sao ta? Ây giời. Thử mấy chị thử ao ra cái vô lại cái được không? Rồi set này em xả. Xả bao nhiêu? 135. Màu xanh này còn có set thôi. Đen được còn 2 set, còn mỗi màu còn có set à. Xanh nâu với đen 3 màu. Set này là set mắt nha mấy chị nha. Mà em để mọi người 135 luôn. Kéo cửa nào nó cũng ra ta. Đen cho chị Thiên Thần. Cái này hàng mắt á. Em thích nhất là những cái bộ thể thao mà chất vải nó dày như thế này. Mặc nó đã lắm mấy bà ơi. Nè, áo ba lỗ này form đẹp không? Nó không có khoét sâu mấy chị dễ mặc. Đã lắm. Nè, cái form quần là ống to như thế này nha. Nâu chị Thiên Thần. Chúng ta anh đi cọc giúp em đi người yêu ơi. Đó, đẹp không? Áo ơi, cái form đỉnh lắm luôn á. Xanh nâu với đen. Cái áo mọi người mặc riêng cũng đẹp. Em nãy em nói với chị em ghiền nhất là những cái set mà nó dạng như thế này mọi người. Mặc lên nó đã lắm. Nè, ống quần này, đã không? Khi mặc em đã nói rồi em ghiền cái mấy cái set dạng này. Xanh có set, ai lấy ghi giùm em nha. Đen nâu với xanh, 3 màu. Nâu ơi chị Châu Nguyễn. Vải xịn, vải không xịn cứ trả lại cho em mà. Dám nói như vậy là mấy chị biết rồi đó. Form đẹp thì chắc chắn vải nó phải đẹp. Vải không đẹp thì không bao giờ form đẹp hết đó mấy chị. Sang ha. Kinh, đẹp kinh khủng. Đen nâu với lại là xanh nha mấy chị nha. Ai lấy ghi giùm em là đen nâu với xanh. Form đẹp lắm. Suka anh lên thêm cái lộn đi cộng lên giùm em đi chị. Đen cho chị Ngọc Diệp. Đen xanh nâu chốt đi mấy chị, có hàng đâu mà được giá sale này đâu. Này cái bo đã không? Rồi đen nâu xanh bạn nào lấy thì ghi giùm em nha, màu giúp em. Đen nâu xanh đưa mã đưa hàng lẻ lên em. Em còn một cái không? Cái này gọi là gì ta? Bơ, có set màu bơ này. Bơ phải set bơ á, có set duy nhất à? Ghi cho em là bơ nha mấy.
mấy chị, bơ giùm em nhá, bơ phịch, bơ phịch. Ghi cho em là bơ, ai lấy bơ thì ghi giùm em là bơ. Bơ giùm em. Bơ. Ôi, set số cao cấp có set à. Shop nha, sale 120. Số này 160. Set shop xịn á, sale 120 nha. Ai lấy set shop thì ghi giùm em là set shop 120. Sốt 120 giùm em. Và nó lát lắm đúng không? Ao ra hết sạch rồi. Em chả biết là sao luôn á. Mạng lắm không? Em vô Facebook em không vô được. Má ơi, không vô được luôn đó mấy chị. Lại hồn luôn á. Luôn nha, 50. Áo này là 100 125 á.
đơn thì lấy giúp Dung nha. Dung không quá chốt cho người không có đơn được, thông cảm giúp em nha. Áo baby doll cao cấp á, 50.000 luôn. Ai lấy cái giùm em là áo 50. Má ơi, áo này mà 50 á thiệt á, không bằng cái gì ta, không bằng một cái áo thun đơn giản luôn á mọi người. Mà trong khi đó là áo tiểu thư nha mọi người nhá. Áo tiểu thư form baby doll này, vải này, thế xịn sò ha. Rồi áo 50.000, áo ơi thề danh dự luôn á. Áo này 125.000 lận đó mọi người. Áo 50, ở trong con nào không? VT Huế Thu Phương, khá đẹp, xịn mịn. Cái áo đó không xịn em đền cho 10 triệu. Áo đó xịn lắm luôn á. Rồi len dùm em 75. Có cái len, len Quảng Châu 75. Vì cho em là áo len 75 nha. Áo 50 cho Anjo Min Queen. Rồi áo len cao cấp 75. Vì cho em là len cao cấp 75. Len 75 cho Thảo. Rồi quần size L. Quần này còn 1M với 1L thôi. L là em xả cho mọi người M xả đồng giá 70 luôn đi. Lên cao cấp em hết. Rồi còn 1M với 1L. Còn 1M với 1L, 1L với 1S 70.000 ghi cho em là kèm size là được. S là còn 3 cái, còn L còn có 1 cái à. Xả 70.000 nhá. Quần 135 á, sale 70. Ghi cho em là quần. Len em hết. Rồi còn một cái len 160 này, sale cho mọi người 100.000 luôn. À 101 chứ lộn. 101 nha. Sọc len màu đen 101, quần L Thu Phương rồi hết. Còn một cái S. Còn ba cái S chứ. Đây. Áo len 101 nha mấy chị. Len này là len 100%, len hàng 200 mấy luôn nha. Len 110. Ví dụ em là len 110. Bây giờ cắt cho hết mắt. Siêu đẹp luôn.
Rồi ghi giùm em nha, xếp đồ em hết rồi. Set sơ mi cao cấp này em sale còn có 100.000 á. Sơ mi cao cấp 100 đuổi đó mọi người, đuổi cao cấp ạ. À, đuổi xước lận á. Chấm bài giúp em, chấm bài giúp em đi mấy chị ơi. Rồi hai dây bí xét chung mặt cũng sale có 135 à, 135. Rồi ghi giùm em nha, sọc hồng. Bí sọc hồng 80, 140 mà sale 80 luôn. Bí sọc hồng 80, lên sọc em hết rồi. Rồi bí giùm em nha, bí xét bí với mấy chị. Rồi xem mấy chị 80, bí 80. Bí 80 giùm em, xét bí á. Bí cho Nga Lê. Rồi 2 dây, 2 dây 80 luôn. 2 dây 80.000. 2 dây quần siêu đẹp nha mọi người nha. 2 dây 80.000, ghi cho em là set 2 dây 80. Áo đen 45 còn cái. Đen 45 em còn một cái. Ai lấy đen 45 ghi giùm em là đen 45. Áo đen 45 á còn một cái mấy chị. Ai lấy đen 45 không? Còn một cái đen 45.000. Đen 45. Đưa chị xem về video. Rồi áo này 50, áo này 140 lận, mà sale còn 50. Áo cổ lọ mấy chị, form siêu đẹp nha. Chấm bài giúp em đi nào, sao tự dưng sững sờ hết vậy ta? Có muốn xả quần jean không? Có muốn xả quần jean không? Em đưa quần jean lệ size ra em xem cho. Tự dưng khúc lát cái khách ra hết luôn. Buồn. 8 giây rồi, set baby doll này. Xem bao nhiêu vậy? 125 set baby doll cao cấp nha. Cái này là theo hết luôn đó mấy chị. Cái này là ai không có là hơi phí luôn á. Nè mọi người nhìn cái quần nó may nè, đỉnh chưa. Rồi set baby doll màu nu. Màu hai màu em. Màu nu với lại là màu vàng. Nu với vàng, má cái set này nó đẹp kinh khủng luôn á. Thề với lòng luôn. Từ cái chân váy nó cũng đào, từ cái quần nó cũng xinh luôn. Nó may đẹp lắm luôn á mọi người. Cho em xin cái màu nu với vàng. Nu chỉ thiên thần. Em có cái màu hồng đôi chị hồng lắm. Vàng như Thu Phương. Rồi hết vàng hả? Còn một màu hồng đậm, nu cho kim hồng, vàng kim hồng. Ơ trời mẹ ơi, còn cái hồng đậm này, má hồng đậm đẹp quá, hồng đậm. Trời ơi, hồng đậm nó phối màu trắng lên, xỉu ngang luôn. Hồng 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 đậm nha. Cái quần này về mấy chị mặc với cái gì cũng đẹp, mặc với cái áo áo đầu lai á mọi người, siêu đẹp luôn. Rồi ghi cho em là hồng đậm, hồng cho chị Thiên Triều. Hồng đậm đẹp ha, mà hồng đậm mặc tết là đúng đẹp luôn đó mọi người. Nó phải màu đỏ đâu mà hồng đậm á. Thêm hồng đậm cho Thu Phương. Thu Phương cọc giúp chị đi Thu Phương ơi, 7 sản phẩm rồi đó em yêu. Cọc giúp chị với nha. Rồi ghi giùm em nha, có cái hồng sữa này, còn một hồng đậm duy nhất, một vàng với một nu luôn. Cọc giúp chị nha bé yêu. Rồi cái này ghi giùm em nha. Thông cảm giúp em, tết đó em sợ bom lắm mấy chị, thiệt á. Nên là em yêu cầu cọc. Rồi cái này là cam sữa. Cam sữa màu này siêu nhu mì luôn. Mà có set à. Ghi cho em là cam sữa giùm em. Hồng sữa chứ không phải cam đâu nha. Hồng sữa đẹp không? Hồng sữa siêu đẹp. Hồng sữa vàng với nu baby doll đó mọi người. Bao cưng luôn đó trời. Ai lấy ghi giùm em nha. Màu còn 3 set luôn á, 3 màu luôn. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Màu em đưa cho cái áo ngoài kia chị đi. Áo chịu dưỡng đầu lai. Mấy chị chuyển khoản rồi là mai mốt đó hả? Cứ lưu sốt đặng chung nghe tới chuyển khoản nó vô trong danh sách nó có luôn, đỡ phải đi kiếm. Rồi áo này xài bao nhiêu? 69 hả? Áo 69.000 chốt lẹ nha. Còn một cái cam, một đen, một nâu, một hồng. Áo này là hàng tao bao xịn sò luôn đó mọi người. Này, này là nâu đất, màu đen. Áo này là em nghĩ là ai cũng phải có đủ màu, tại phối quần jean nó rất là đẹp. Màu đen, màu
màu hồng với lại màu cam, đen hồng cam nâu. 69.000 cái hàng này là hàng mắc nha mọi người nhá. Nè, vải này mấy chị mà chê là trả liền lại cho em luôn. Đó, mặc dù có mấy chục nghìn thôi nhưng mà chê là trả lại liền. Trả lại liền cho em nhận liền, không phàn nàn nửa lời luôn á. Chắc chắn ai nhận cái áo này về cũng phê luôn. Không nha Thơm Nguyễn ơi, đây, đây là màu hồng. Đây là màu nâu, cái này là dạng nâu đất luôn đó mọi người, nâu đất luôn. Đó, ai lấy thì ghi giùm em nha. Này là màu nâu, rồi cái này là màu đen. Comment cho em cái màu nhé, áo mọi người. Phối viền siêu đẹp ha. Áo phối viền siêu đẹp, rồi comment cho em màu. Ủa, áo này đẹp mà. Màu giúp em. Áo này thấy đẹp không? Ai thấy đẹp ta? Tôi chỉ xếp bên video. Áo nó đẹp xỉu luôn á. Xỉu xỉu xỉu. Áo nó mệt quá trời mệt rồi. Rồi set này set 90. Set này là 140 á, mà còn 2 set nu với vàng thôi, set 90 luôn. Đây là màu vàng giùm em nhá. Quần này cho mấy chị coi quần. Quần siêu cưng luôn, quần là có 2 túi, còn một nu với lại một vàng. Này hàng Quảng Châu nhá, Baby Doll hàng Quảng Châu, 90, 140 mà sale còn 90 luôn á. Xịn sò không? Baby Doll kèm màu. Ở dưới là phối ren. Ren xịn sò không? Đó. Quần có túi luôn nha mấy bà nha, quần là có túi luôn. Nu với đen giùm em nhá. Baby Doll đó mọi người. Ok Thu Phương, màu nu với màu đen nha mọi người. Cảm ơn em nhá. Ai lấy nu với đen ghi giùm em là nu với đen. Đen à lộn, nu với vàng. Nu với vàng giùm em nha mọi người nhá. Ai lấy nu với vàng ghi giùm em là nu với vàng. Cơ chị Sesame đi. Đen chị Thiên Thần. Ở đâu? Không có đen chị ơi, nu với vàng. Để em đọc á, set này là cái set mà em ghiền nhất trong tất cả các set sơ mi luôn này. Còn nó 4 set à. Nè, cái set này ai mà nhận vải về chắc chắn cũng sẽ rất là ghiền giống em. Em cho mấy chị coi, có set màu hồng thôi. Nè, vải đẹp lắm. Baby Doll vàng cho chị Lê Trạc Nghĩa. Trời ơi, mấy chị nhìn thấy cái sơ mi Quảng Châu không? Đẹp không? Quần của nó này, quần con theo con Vicky nha mọi người nha. Bỏ cái đen của chị Thiên Thần đi. Cái này là có hai màu, sọc hồng với sọc đen. Nó đẹp kinh khủng luôn. Này hôm bữa chị sale bao nhiêu ta? 120. Sale có 120.000 đó mọi người. Trong khi cái áo này chúng đã từng bán cho mấy chị là 145.000 một cái áo rồi. Nè, nguyên cả set luôn, sọc đen cho chị Thiên Thần. Rồi còn hai hồng một đen thôi là hết. Set này là em sale có 120 luôn á. 95 à 90. Rồi ghi cho em là sọc hồng nha. Có 120.000 thôi đó mấy chị, rẻ không? Cái này là sọc hồng giùm em nha, sọc hồng. Đây là sọc đen. Vải bao phê luôn. Thì có mọi người vải đã lắm luôn á. Không phải là phê đâu. Còn cái vải đây là nghiền á. Mát rồi à. Ghi cho em áo đây đây đây. Mắt chìm áo. Út link lên thêm cho em địa chỉ. Set này em còn một đầm body còn hai cái hai màu nè. Đâu hai vậy? Còn một cái đen một cái trắng, sale có 120 chỗ, hãy dành nhau. Hãy dành nhau đen trắng luôn. 120.000 nha, body á mọi người, body xoắn á. Hãy dành nhau này. Tức quá trời. Body có tay á, nãy mấy chị dành nhau á. Đen trắng giùm em. Đen trắng, đen cho tâm hồ, rồi còn một trắng. Tâm hồ đi cọc luôn. Rồi còn một cái trắng nha, nó vải đẹp quá. Trắng giùm em. Ai lấy trắng thì ghi giùm em là trắng. Quần jean còn hàng lẻ sai không em ơi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em là trắng nha. Trắng trắng trắng. Còn một cái trắng đó mọi người. Ai lấy trắng thì ghi giùm em là trắng. Quần đùi còn mấy quần đùi này đưa đây. Rồi quần này em còn một cái size S.
quá trời người comment luôn á. Đẹp không? Siêu đẹp luôn đó mọi người. Áo dài đỏ giùm em nha, 140. Tại siêu đẹp rồi, nãy dành nhau luôn á trời. Tức á. Màu đỏ là màu siêu phẩm của nhà em mà em không có bán, chả còn màu nào hết á. Tức á, chờ có cái không ai lấy, nãy đánh nhau. Nãy á hở quá đôi người dành nhau, người ta để mặc luôn. Không về. Áo đỏ với danh này. Chẳng ai lấy chứ em mừng muốn chết luôn á. Rồi quần 70. Quần 70 giùm em nha mọi người nhá, size S luôn. S rồi mấy chị, quần 70 size S. Quần 70.000 size S luôn. Út Linh là set sọc hồng. Chị Út Linh nhớ để ý điện thoại nghe, gọi điện trước đơn nha chị. Khách mới ráng để ý điện thoại giúp em. Rồi ghi giùm em là quần size S 70. Quần size S đưa sơ mi đi. Châu Nguyễn quần size S. Sơ mi đen trắng sale cho mấy chị 65.000. 55.000 luôn. Rẻ như cho luôn. À 65 chứ. Phối gu xì á mọi người, sơ mi á mọi người, phối gu xì đen trắng em còn nó 3 cái. 120. Và 65.000 màu đen màu trắng, cái này là viền phối gu xì luôn nhá. Trắng với đen, nó vải đẹp quá. Trắng với chị Thiên Thần. Trắng đen giúp dung nha mọi người nha. Cái này mấy chị mặc với cái gì cũng đẹp. Nói chung là cái sơ mi trắng thì ai cũng cần hết á, chả cần nói đâu mọi người. 65.000 chứ không phải là vải dởm đâu nha. Vải siêu đẹp luôn á nè. Móc trong bọc ra mấy chị những cái sơ mi form đã không. Trắng cho bé Ngân. Bé Ngân cho chốt thêm một cái để chị đi đơn nha. Rồi ghi cho em là đen với trắng. Ai lấy đen với trắng thì ghi giùm em là đen với trắng. Cho chị xét ngủ em ơi. Đen trắng, trắng đen. Cái set ngủ em cho mấy chị coi cái quần nha, đẹp lắm. Em còn một set ngủ màu trắng. Cái này xả bao nhiêu vậy? Em 95.000 set ngủ giùm em. Áo thun form rộng với chị, những cái form quần là mấy chị biết hàng mắc này. Form siêu đỉnh luôn. Màu trắng, màu đen với màu vàng. Trắng đen với vàng nha. Và là quần cam. Có 95.000 thôi đó. Má ơi, nó đẹp. Nè mấy chị nhìn cái phong quần này. Quần bán không đó là 120 rồi. Rồi ghi cho em nhá, quần ngố mọi người. Comment giúp em đọc. Set ngố kèm màu. Đẹp xuất sắc luôn. Cái quần đai đẹp ha. Đai phê luôn. Cái này ghi cho em là set gấu mọi người. Set ngố gấu á. Màu cam. Trắng chỉ Thiên Thần, hết trắng. Còn một cam với một đen. Này là màu đen đó mấy chị. Này màu đen giúp dung nha. Đẹp ha. Xe này cũng đẹp luôn đó mọi người. Em về nhiều lắm luôn á. Mà gần hết rồi, còn mấy xe đó. Áo phông rộng đó mọi người. Rồi còn. Rồi khóa cao cấp. Trần Thanh Thảo. Huy Gia chưa có đi hàng đâu nha. Huy Gia cọc đi toàn là không nghe máy. Mốt tới nơi gọi không nghe máy hay sao em? Mốt tới nơi mà gọi không nghe máy hay sao? Đi mua cái cà cọc giúp chị nha. Bộ vàng như Huy Gia. Mua cái cà Việt Nam Mobile đi. Hoặc là Vina cọc giúp chị trong trang bay chị đang like đi. Rồi mai chị đi đơn cho. Gọi điện. Ví dụ như mà giờ gọi em cũng không nghe. Sáng gọi em cũng không nghe. Chiều hôm qua gọi cũng không nghe. Tối hôm qua gọi cũng không nghe. Rồi mốt mà nhân viên đi giao hàng, đi giao cho em rồi cũng không nghe sao bé. Rồi để hàng hoàn về của chị mất tiền ship nữa. Xét ra mặt chị xả có 135 mà. Nu với đen đấy em. Mấy chị cứ kêu không nghe máy đi hàng đi chứ mốt người ta giao. Mấy chị cũng không nghe máy rồi sao mà nhận hàng. Khổ nghiệp em chứ. Mọi người thấy bệnh tật bầu bì mà vẫn ngồi like cho mấy chị. Mấy chị không thấy sót hả? Thì có nhiều người sao bom là bom à, chả suy nghĩ gì hết.
form này là form quần bao chung nội dưới em ơi. Rồi cái này ghi cho em là khoác tặng luôn mọi người 100.000. Khoác này khoác mắc đó mọi người, mà em sale còn có 100 luôn. Khoác này là khoác hàng hãng nha mọi người nhá. Này khoác hàng rẻ đâu. Khoác 100. Thì có mọi người nhiều người chán lắm. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha, khoác giùm em, tụ nghiệp em chứ. Nhiều người cứ xả hàng cứ ấy hàng mà nói em này kia mà thực sự ra là like cực kỳ cực luôn á. Ừ, đang bầu mới tức á mọi người. Bình thường mọi người bom em chả nói gì đâu. Rồi ghi giùm em là set nha mọi người nhá, set. Set này em xả mọi người 120 luôn, set này 160 á, set 120 baby doll shop á mọi người. Siêu đẹp luôn nha. Đằng sau của nó này. Rồi ghi giùm em nhá, set. Set baby doll cao cấp á, 140. Xe cho mọi người trên like còn 120 luôn. Ghi cho em là set baby doll nu nha mọi người. Có bút ngực cho nên là mấy chị không phải mặc áo ngực nha. Set thì chị Châu Nguyễn. Thực sự mấy người mà bom em nó nghiệp quật ghê lắm. Bom người bình thường thì không sao, nhưng bom bầu là nghiệp ghê lắm á nha. Cẩn thận đấy. Nói trước. Bom mấy con bầu là nghiệp lắm ấy. Rồi áo giùm em 65. Có hai cái hai màu thôi. 65.000 hai màu. 65.000 hai màu, hồng với lại là màu cam. Này là sale cho mọi người hồng với cam. Có hai cái, khác cái hình thôi, form y chang nhau nha. Form là y chang nhau ấy. Cam với lại là hồng giúp em. Ai lấy cam thì chốt cam, ai lấy hồng thì chốt hồng. Quần này em còn cái, quần này quá xịn luôn. Hồng cho Thiện Nguyễn. Quần này là xịt lắm luôn đó mọi người. Còn cái size M165 à, quần này mà bom là thiệt á. Chả nghĩ sao luôn á. Nhưng còn size S đúng không? 165 quần này hết rồi. Quần ôm hết rồi. Rồi ghi giùm em nhá. Còn cái size M để mấy chị 150 luôn. Có cái size M. Quần ôm size M nhá. Hết rồi quần ôm á. Em tưởng quần loe. Quần ôm còn cái size M thôi. Ai lấy thì ghi giùm em nhá. Ôm. Ôm giùm em nhá. Ai lấy ôm thì ghi giùm em là quần ôm size M 150. Cái này quần loe này. Quần loe size M 165. Loe M 165 giùm em nhá. Ghi giùm em là loe M 165. Đức Thiện con trai không bán hàng được. Có duyên bán nick con trai. Rồi ghi giùm em nha. Áo trắng 65.000 còn cái. Trắng 65 nha mọi người nhá. Ai lấy trắng thì ghi giùm em là trắng 65. Comment giúp em là áo trắng 65.000. Vải siêu đẹp nha. Có cái à. Áo trắng 65. Trắng 65. Rồi set lúc nãy này. Nó có màu có mấy màu mà em còn có set thôi. Trắng da trinh diệu. Set này em xả mọi người 79.080 á. Quá rẻ luôn á. 80.000 ghi cho em là set đùi. Siêu cưng luôn nha mọi người nhá. Set đùi vải siêu mát. Áo đó bao nhiêu ký cũng vô được hết á. Xanh là cái gì ta? Set đùi cho Yến Nhi. Sếp chị mang là quần ống bao chung, nó chị không đứng nổi luôn á bé. Người nó mệt xỉu luôn. Không có đứng nổi luôn á, mà đứng trên ghế nguy hiểm. Quần ống bao chung nha. Áo ba lỗ. Rồi cái này ghi cho em là quần loe. Quần loe. Trời ơi áo này siêu đẹp luôn đó mọi người. Áo. Áo này là 140.000 á. Rồi để mấy chị 50 luôn đi. Áo đen cúc ngực hàng cao cấp nha, 50.000. Áo đen 50, áo trắng 50 luôn. Trắng 50, đen 50. Trắng 50, đen 50. Sách em mặc có hai màu cơ chị, màu nu đen. Sách em mặc là đen với nu, nâu. Suka anh chưa đi cọc cho em nha, cọc không chốt được. Sẽ đem mặc là ai lấy thì chốt lẻ còn 2
nhưng mà xe có 135, trắng 50 cho Thanh Phương. Áo đen cho chị Hiền Kim. Chị Hiền Kim chưa lên cái địa chỉ cho em nè. Hiền Kim có lên địa chỉ không? Hãy cho xin địa chỉ 4 lần rồi đó chị. Xét nuôi chị Hương Trần. Bởi vậy em like á, em hạn chế, đúng rồi, em hạn chế đi thay đồ là vậy, chứ không phải là, không phải là em lười đâu mọi người. Tại vì bầu bì á, thay đồ nhiều á, nguy hiểm lắm. Đọc thai mấy lần luôn rồi đó. Mắt mở lên. Rồi ghi giùm em nha, nu với đen. Ghi giùm em là nu với đen nha mọi người. Xịn lắm luôn á. Mọi em mặc là màu đen. Áo ba lỗ thì cho chị coi form nè. Đen với nu. Đẹp ha, xe này đẹp lắm luôn đó mấy chị. Cực kỳ đẹp luôn, chứ không phải đẹp thường đâu. Cực kỳ đẹp luôn. Nè mọi người, những cái bo chung của nó này. Em khuyên cho em có màu xanh nha, đưa chị cái xanh nước biển đi. Có màu xanh này, siêu đẹp luôn. Này là xanh nhà xanh min á. Kinh khủng, đẹp. Vải đẹp, form đẹp. Mặc lên cũng siêu đẹp. Rồi à, lấy ghi giùm em nha, xanh min với đen với nu. Bạn nào màu trầm da mọi người lấy đen nu là dễ mặc nhất. Dễ mặc nhất là màu đen nu á mọi người. Mặc nhất là màu đen với màu nu. Cơ chị cái set sơ mi này nè. Set sơ mi này siêu 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 xịn luôn. Này, bạn nào lấy set sơ mi là lấy lẻ nha mọi người. Lấy quần. Này đẹp không? Nó từ phong áo cho mọi người những cái phong quần dùng chung cái. Nhìn hổ em cái quần nha mọi người nha. Trời ơi, áo màu hồng này mọi người chịu nổi không? Quần này là bán không đã là 125.000 rồi. Áo quần đẹp lắm luôn đó mọi người. Quần nó may này. Đẹp ha. Sơ mi màu hồng với sơ mi màu nâu. Hồng đậm, hồng nhạt với nâu. Áo quần này mà thế này là mặc lên là phê luôn á. Vải form áo này đẹp không? Quần này. Cái này là màu... Ôi má nó đẹp dữ trời. Nu là cái gì chị? Set nu là set nào á? Hà Vân có set nu set nào? Cái này là hồng đậm. Cái này ghi cho em là set sơ mi nha. Kèm màu hồng đậm, hồng nhạt với màu nâu. Ghi cho em chữ set sơ mi đi mấy chị. Không em lộn, em set em đang mặc á. Nè cái này là hồng đậm. Form là không đẹp, thối lại gấp đôi tiền cho luôn. Á form set sơ mi bao đỉnh luôn đó mọi người. Hồng đậm, hồng nhạt với nâu nha. Mẫu đang mang xếp nuôi chị Hà Vân. Rồi hết nu luôn. Đó cũng quá. Rồi ghi cho em là sơ mi kèm màu. Đẹp lắm luôn đó mọi người. Cái quần này form lên rất là đẹp. Rất rất là đẹp luôn. Rồi màu giúp em nha. Xịn quá. Cái áo sơ mi vải rất là đẹp luôn. Form quần thì khỏi phải nói. Rồi set sơ mi kèm màu. Set sơ mi kèm màu. Em set sơ mi đẹp không may mấy ta. Đẹp cũng xỉu luôn. Đẹp cũng xỉu luôn á. Rồi mã này thì chắc em ọp với mấy chị ơi. Xỉu quá. Đầm này em còn cái hồng này. Body á, cái màu hồng đẹp. Đầm body hồng 120. Ghi cho em là body hồng 120. Còn một set thôi. Ai lấy body hồng ghi giùm em là body hồng 120 nhá. Còn có cái tối em like tiếp mấy chị, tối chắc 8 giờ. Nếu mà mệt nữa thì để trưa mai like, còn không thì tối em xả cho nhá. Tối nhiều mẫu đẹp lắm á. Tối về cả hàng mới nữa. Tối nay hàng mới, hàng bánh tết nhiều lắm luôn đó mà. Biết là có sức để like không? Không thì để trưa mai like. Hên xui bây giờ em người em mệt lắm luôn á. Ok, mai chị đi hàng cho em cho. Rồi ghi giùm em nha. Tối em like với chị 8 giờ nha. Em là 11 giờ trưa và 8 giờ tối lúc nào cũng thấy mặt em thế đó. Từ ngày nào em off thôi.
rồi vô chia sẻ giùm em nha mọi người ơi. Rồi vô chia sẻ giùm em nha. Đầm dung mặt không còn 3 cái nữa là hết. Từ từ dung vô dung gộp like cái đã nha mọi người. Không gộp like cho ngồi khóc cả chiều luôn đó. Đầm dung mặt. Ủa chị vứt đâu rồi ta? Đợi dung xíu, đợi dung xíu. Gộp cái like đó mọi người ơi. Không gộp like là khóc luôn đấy. Màu giúp em nha mọi người. Em còn có đúng mấy cái em? 5 cái hả? Còn đúng có 5 cái duy nhất luôn đó mọi người. Đây, màu này là ghi cho em là màu cam, màu vàng chứ màu vàng. Cái này là màu màu đen và màu hồng, vàng đen hồng thôi đó, hết rồi đó mọi người. Còn đúng 5 cái duy nhất, 3 màu nhưng mà 5 cái, hết rồi đó mọi người. 125.000, còn có 5 cái thôi. Ai lấy thì ghi dùm em nhá, vàng hồng với lại là màu đen dùm em. Ai lấy thì ghi dùm em nha, comment giúp em là màu. Hello chị Tuyết, rồi ai lấy thì ghi dùm em nha. Vàng hồng với lại là đen, hết rồi đó. Rồi xe tiếp, xe tiếp cho mọi người xem tiếp nữa. Rồi chốt đơn nha mọi người. Bên chị đang chốt đơn hả? Chưa em ơi, tí nữa mới chốt đơn. Hồng Ngọc Bích, tí nữa mới chốt đơn. Đang like mà vô ghim đi em ơi, chia sẻ giùm em đi cả nhà ơi. Vô chia sẻ giùm em nè, vô chia sẻ giùm em cái đi. Rồi cái này set này em sale có 69k thôi. Set giùm em, comment giúp em là set loan. Tí nữa ai mà chốt bà cái gì, bà Trân hả? Ờ à, Trân Vũ á, là chụp bill gửi cho bà thôi nha, đừng có gọi bà nha. Rồi comment giúp em nha. Có rồi á, Ngọc Bích có rồi. Đơn hôm nay mới đi nha mọi người ơi, đơn hôm nay mới đi nha. Rồi comment giúp em, hôm nay mới chốt đơn rồi mới đi hàng nha mọi người. Set loan 69k. Set loan sale lũ 69k này cho ai có đơn thôi nha. Cái này là vô đang mặc là đầm. Đang mặc là đầm dài. Cái này là mặc đầm dài, đầm qua gối chứ không có dài nha mọi người. Ba màu, đen vàng hồng. Set loan chị Quỳnh Nga nhớ chốt thêm một sản phẩm nha. Đúng rồi. Rồi cái này là đầm cao cấp giùm em. Cái này đầm hoa cao cấp. Nhớ chốt thêm một sản phẩm cho em đi hàng nha chị Nga ơi. Rồi cái này ghi cho em, đầm cột dây cao cấp. Hàng mấy buổi trước là đi hết rồi mấy chị ơi, không còn. Nó chiết như vậy luôn rồi ấy chị, chứ không phải là nửa hộp đâu. Em đâu có tự chiết được đâu. Cái đó là hàng công ty mà. Công ty chiết sao thì bán vậy thôi mọi người. Mà mấy chị mua hàng chính hãng ở đâu nó cũng từng đó hết á. Không tin mấy chị cứ order những cái chỗ khác 180, 190 đi. Đó là chỗ đó. Rồi đầm hoa cao cấp giùm em. Kem body chị đang tri ân là 150.000 á. Em lấy mấy hộp, mua 3 hộp được tặng hộp luôn. 150.000 một hộp. Kem mặc là đầm á, đưa chị lại màu đi. Đây, chia sẻ lại giùm em nha. Kem mặc là đầm cao cấp á mọi người. Mà em sale còn có 125.000 nè. 3 màu. Đây, màu hồng em đang mặc, màu vàng. Màu vàng, một sản phẩm mà dưới 75.000 em không 80.000 em không có đi hàng. Một sản phẩm trên 80.000 em mới đi nha mọi người nha. Một sản phẩm trên 80.000 em mới đi, còn dưới 80.000 em không có đi hàng được. Rồi cái này ghi cho em là màu đen, màu đen còn có 1 cái, hồng còn có 2 cái và vàng còn 2 cái nữa là hết. Đầm này em mặc nãy quá trời người chốt rồi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Đúng rồi, mua 3 được tặng 1 á.
Thi bảo hôm qua ghé lấy xong có vậy em. Đầm vàng của Liễu Thùy. Rồi cái này ghi cho em là đầm xanh, đầm hoa xanh, Thi bảo á. Cho chị đầm vàng của chị Tuyết My. Rồi hết vàng nhá. Còn một đen với một hồng nữa là hết. Rồi đầm hoa sale 99k. Đầm hoa này là có mút ngực luôn á. 99k cái hàng cao cấp nha mọi người. Hàng 140. Sale còn 99k. Áo khổ tim vừa rồi hết sạch chị ơi. Đâu còn cái nào đâu. Áo khổ tim lúc nãy hết rồi. Vô muộn vậy. Rồi cái này ghi giùm em nha. Em mua 3 hộp tặng em 1 hộp. Muốn chuyển khoản trước á chị. Em chuyển khoản vào số tài khoản ghi mở dưới dùm chị đi. Chuyển khoản xong rồi báo chị liền nha. Rồi chị chốt cho 3 hộp. Rồi comment giúp em 3 được tặng 1 đó. Rồi comment giúp em nha mã này. Mã này comment liền giúp em là em sale lỗ còn 75. Áo sơ mi cao cấp. Comment giúp em là áo sơ mi cao cấp. Đầm em đang mặc 125. Áo sơ mi cao cấp giùm em. Sơ mi búp bơ rì á. Em share cho mọi người trên like còn có 75.000 thôi. Sơ mi búp bơ rì. Ghi cho em là áo sơ mi là được. Áo sơ mi búp bơ rì. Sale còn 75.000. Rồi quần size S giùm em. Quần suông size S sale 125. Đài Loan Nguyễn áo sơ mi. Nhớ chốt thêm một sản phẩm chỉ đi hàng nha. Rồi cái này ghi cho em là quần. Quần dùng dung nha cả nhà ơi. Quần nha mọi người nha. Quần này em share cho mọi người trên like còn 125. À, cái quần này mặc với áo sơ mi này kéo không chị cái. Quần này mặc với áo sơ mi là siêu đẹp luôn. Đợi xíu nha. Kéo lên cái dây kéo cho mọi người nhìn đã. Phí em chuyển luôn 35.000 đi bé. Chuyển luôn 35.000 nhận hàng là không đồng á. Rồi cái này ghi cho em là quần 2 túi quần suông sale còn 125.000. Quần này siêu đẹp nha mọi người nhé. Quần suông giùm em. Má riêng cái phong quần nhà em là phải kêu là đỉnh của đỉnh luôn á. Quần giúp em mọi người vô chia sẻ đi. Hình như là không ai chia sẻ luôn đó mọi người. Quần 125.000. Không ai chia sẻ cho em luôn. Rồi cái này ghi giùm em là đầm yếm cao cấp 95.000. Đầm yếm cao cấp chỉ vô muộn quá. Nãy còn được mười mấy cái mà hết rồi. Em sale có 55.000 khách lấy hết sạch luôn. Bộ là 85.000 cái áo đó, đó. Rồi cái này ghi giùm em nha. Cái này comment liền giùm em là đầm giùm em. Nani là đầm yếm. Ai lấy ghi giùm em là đầm yếm. Rồi cái này là set ngủ. Set ngủ giùm em sale còn 85.000. Cái này cũng là hàng lụa. Nhưng mà hàng này em hết rồi còn có một cái. Set ngủ cao cấp 85.000 luôn. Cái này là vải lụa cao cấp nha mọi người nha. Set ngủ 85.000. Có set thôi. Set ngủ 85.000. Rồi cái này ghi giùm em là màu. Set ngủ của Đoàn Thu Trang. Rồi cái này ghi cho em. Cái này đẹp quá mọi người ơi. Set ngố mặt cười. Hết rồi mấy chị. Set ngố mặt cười giùm em. Cái này ghi comment cho Dung là set ngố. Xe mọi người 95.000. Có một cái à. Váy đang mặc còn một cái đen duy nhất. Đầm đang mặc còn một cái đen duy nhất thôi là hết. Rồi set ngố 95.000. Còn có set. Má ơi, ngố này đẹp quá mọi người ơi. Ngố giùm em. Cưng không? Ngố 85. Ờ là 95.000. Sao lỗ luôn á. 95.000. Comment giúp em là ngố nha mọi người nha. Trời ơi, xét ngủ bà Quỳnh Lam comment sau tới bà Đoàn Thu Trang mà nè, thấy không? Đoàn Thu Trang comment trước này, thấy không? Rồi mới tới em nè, thấy chưa? Đoàn Thu Trang trước mới tới em nè. Chị đâu có thiên vị đâu mà lo. Đầm đen của Phương Ngơ đang mặc. Thấy ai trước phải bấm người đó trước chứ mọi người. Bên máy mọi người lúc nào mọi người cũng thấy mọi người trước hết á. Cho dù mọi người có bấm sau 10 người đi nữa mọi người cũng phải thấy mọi người trước. Bởi vậy em mới cho mọi người coi rằng là ở trên máy của em á mới không có cãi chứ còn không là cãi không à. Rồi lấy ghi giùm em nha. Cái này rửa vào máy chủ á.
Rồi comment giúp em nha, chứ em đâu thay theo máy của mọi người được. Rồi comment giúp em Xiaomi 79.000. Cái này hôm trước dành nhau, có hai cái dành nhau, đẹp xỉu luôn. Xiaomi sọc 79K. Xiaomi sọc 79K. Xiaomi sọc 79K. Cái đầm này là đầm siêu phẩm này. Xiaomi của chị Loan Nguyễn. Em mặc cho mọi người. Đầm em mặc còn có một cái màu hồng. Rồi đầm body cao cấp giùm em. Áo sơ mi chuỗi mai mai. Đầm hồng thêm là đầm hồng nào? Đầm chị vừa thay ra hả? Theo sữa. Rồi cái đầm này em sale còn có 125.000. À cái đầm body này em sale cho mọi người có 125, trong khi hàng này hàng len nha. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Đầm, cái này là body cao cấp nha mọi người nhé. Body cao cấp bằng len á. Cái này xe cho mọi người còn có 120.000. Ai lấy ghi giùm em nhé. Cái này là của em để mặc. Cái này bỏ trên ghế cho chị đi. Em ơi, trên ghế đỏ. Ai lấy thì ghi giùm em nhé. Đầm body của Ngọc Tâm. Cái này em sale còn có 120 chứ. Cái này hôm bữa là 145 á, tại vì đầm này bằng len nha mấy chị nha, bằng len á nè, vải của nó len rất là xịt luôn. Các nhìn cái đầm sang ha, cái đầm này đang rất là hot luôn nè, đầm hồng là tại cái đầm đó. Cái mày đang cầm là cái gì vậy? Rồi ai lấy ghi giùm em, đưa chị hai set hai màu đi. Rồi cái này ghi cho em là set 85.000, set hồng 85. Set hồng 85.000 giúp em, chia sẻ lại giúp em đi các nàng ơi, cho nó dễ like nè. Rồi comment giúp em nha. Set hồng 85.000. Set hồng 85. Ai lấy set hồng ghi giúp em là set hồng. Rồi cái này là set 3 món. Đúng rồi em ơi. Còn set ngủ đây, còn đúng hai set luôn. Set hồng 85 của bé Huyền đây. Cái này á là trong inbox chắc phải không dưới 10 người luôn á. Cái này nè. Mà em không có, em là nói là hàng sale giá lũ, em không có bán hàng check inbox. Đây là ai chốt trên này chốt, cái này là nó sót lại 3-4 set à. Set 3 món màu cam với màu hồng. Má ơi, cái màu hồng là đẹp xỉu luôn á. Cam với hồng set 3 món kèm áo khoác á. Hỏi cái là vừa đang cầm trên tay luôn nè. Hết rồi mọi người ơi. Còn đúng có mấy set à. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Màu này ghi cho em là màu. Từ lấy 3 hộp kem cho bé kia trước đi nè. 3 hộp được tặng 1 hộp nha. Đâu rồi trời. Đây mít ướt hoàng. Chuyển khoản rồi, ghi lại chuyển khoản tiền ship luôn rồi. Rồi set 3 món có bao nhiêu? Set 3 món có bao nhiêu vậy chị Thơm? 135 hả? 135.000. Má ơi, 3 món. Áo nuôi 55 là áo gì? Áo gì 55? Đúng rồi, chuyển luôn ship luôn rồi. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Cái này ghi cho em là set 3 món. Cái này đỉnh lắm luôn. Đúng không, vừa xịt nước hoa vậy. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Comment giúp em là màu giúp em nha. Màu này ghi cho em là màu hồng. Cái này ghi cho em là màu hồng với lại là màu cam. Cái set 3 món này là siêu đỉnh của đẹp luôn. 3 món giùm em. Có 135 mọi người chia ra thì một món có được 45.000 thôi đó, rẻ không? Tính ra là một cái áo ba lỗ có 45, một cái quần ngố này cũng có 45. Cái áo khoác cũng có 45.000.
Hồng của Nhung Huyền, cái set này là siêu đẹp luôn á. Màu hồng là màu siêu đẹp. Đó, ai lấy thì ghi giùm em nha. Cam của Ngọc Tâm, cam với hồng. Cái này mặc lên nó không hề bị hách cái quần luôn. Tại vì cái quần này nó rất là cao, cao đáy, gần một găng rưỡi tay là đó. Hôm qua em mặc rồi mọi người coi lại, lúc hôm qua đi đẹp lắm luôn á. Hồng của chị Đoàn Thu Hằng, đẹp ơi là đẹp luôn đó mọi người. Cái áo này nó nâng vú lên, ôm sát người luôn. Đang mặc là chất len em ơi, cái đang mặc là chất len nhá. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá, màu giúp em, comment giúp em là màu. Không biết nữa. Rồi ai lấy ghi giùm em nhá, comment giúp em là màu. Màu hồng với màu cam VV á hả? Cho vô hôm bữa cho vô danh sách bông hàng luôn rồi bà ơi. Rồi ai lấy ghi giùm em nhá, ba món comment giúp em là màu. Ai lấy ghi giùm em nhá, hồng với lại là màu cam. Hồng với cam nha mọi người. Rồi cái này ghi giùm em là màu. Áo khoác, áo khoác em còn 2 cái. Sale 69.000. Đầm mặc 58 vừa chứ. Nè. Bầu cũng mặc được luôn. Nguyễn Thị Hiền lên cho em số điện thoại địa chỉ chị ơi. Cái set 3 món nó đỉnh lắm. Em nói thật, em check inbox mà em không có check. Tại vì hàng đó em sale còn 135 mà 195.000 mà sale còn 135 á. Em không có bán hàng inbox mọi người. Mấy cái hàng ngày hôm qua với ngày hôm nay là em không bán hàng inbox. Hàng sale nên là chỉ chỗ ở trên live thôi. Rồi cái này áo khoác giùm em, một cái đỏ cam với một cái đen, sale 69.000 luôn. 69.000, cái này dành cho ai có đơn thôi nha. Màu đen với màu cam. Áo khoác màu đỏ cam chứ lộn. Đen với đỏ cam giùm tôi nha. Ai lấy thì ghi giùm em. Đen với đỏ cam mới xách gấu còn màu trắng này. Kiểm tra đơn chị đi rồi á chị Nhung ơi. Có người gọi điện là đi rồi á. Còn đơn mỹ phẩm là đi hôm trước rồi nha. Bà BV có đơn hàng bị bom cũng bán. Xét 3 món hồng của Phương Bưng Kè. Áo khoác đen của chị Dương Hạnh. Á ơi, xét gấu con này. Chịu nổi không? Xét gấu giùm em nha mọi người nha. Xét gấu. Comment giúp em là xét gấu giùm em. Xét gấu nha mọi người nha. Trời ơi, cái này bụng nó bằng lên đấy, óp bụng kinh lắm. Nè, em ngồi bình thường em thấy bụng dưới, giờ em có đâu có bụng gấu, bụng dưới đâu. Set gấu của chị Đoàn Thu Hằng rồi, còn set duy nhất. Cái này còn nó sót 2 set à. Gấu nha mọi người nhá, còn 1 set. Này, hôm qua chị sale nhiêu ta? Set gấu kiểm tra hôm qua chị sale bao nhiêu vậy? Hôm bữa 135 á. Set gấu này nè. Kiểm tra xe bao nhiêu? Nai Xoan Dora. Còn set nào không? Còn set màu đen đằng sau em không? Bao nhiêu em? 95. Má ơi, sao có 95 luôn hả? Set 3 món hồng của chị Kim Hồng Bưng Kè. Má ơi, set gói em sao còn có 95 mà mấy chị. Má ơi, vậy mà em tưởng 115 á. Bà nội ơi. Má xong, hôm qua với hôm nay là những ngày sale điên dại nhất luôn đó mọi người. Thiệt á. Chứ mọi người nghe cái giá cái mọi người cũng không nghĩ là em sale được rẻ vậy luôn á. Bình thường 135 bán không có bán luôn á. Em còn một set màu đen nữa là hết. Sale có 95 mà. Ai lấy gì giùm em, còn một set màu đen duy nhất. Ai lấy đen thì ghi dùng dung là đen nha. Hết rồi mấy chị ơi. Còn một màu đen duy nhất à. Ai lấy đen không? Sale có 95.000 thôi đó. 95.000, comment giúp em là đen nha. Ai lấy ghi dùm em là đen. Set đen, để hôm qua ai set Mai Phương Bùi này. Cái phiếu Mai Phương Bùi hôm qua trưa hôm qua đâu rồi. Bắt đầu tới đi hỏi nhau á. Rồi vậy kêu là không bao giờ mà nhắc hỏi lại cái gì là còn luôn á. Còn không? Mấy lần chửi đâu có sai đâu. Vậy phải làm cái gì mà kêu mà bỏ riêng ra, phải bỏ riêng ra chứ. Vứt đó là tí mà cũng không có. Hôm qua tới 3-2 phiếu lận đó. Mắc lại đâu bao giờ còn cái gì.
Dình, Nga dính lên địa chỉ giùm em. Rồi cái này set, em sale có 75.000 thôi, set bèo nhé mọi người nhé. Set bèo sale 75.000. Em còn màu màu vàng với màu hồng thôi. Hai vàng một hồng sale 75 nha mọi người nhé. Hai vàng với hồng sale lỗ có 75.000 thôi. Set này là ai có đơn thì mới chốt nha mọi người. Set này 135 lận đó. Sale còn có 75.000. Nó đẹp không? Á cái vải, vải xịn sò kỳ luôn. Nhúng ở đằng trước mặt tay cánh tiên đó mọi người. Màu hồng với lại là màu vàng nhá. Em còn có hai set em sale luôn á, hồng với vàng. Quần này là quần có túi luôn, lưng bản luôn nha mọi người nhá. Ai lấy ghi giùm em là hồng với vàng. Comment giúp em là hồng với vàng. Hồng của chị Mon Út. Rồi hết hồng, còn vàng thôi. Sale có 75.000 là mấy bà đổi màu giùm tôi đi. Còn có hồng à? Còn có vàng à? Còn vàng thôi, đổi màu vàng đi Huỳnh Hoa với chị Nguyệt ơi. Hết rồi. Màu vàng trắng da mà. Body cao cấp sale 75 luôn. Cái này cái áo bán không đã là 95 rồi. Này là body coi phải body cao cấp giùm em. Cái này body hàng xịt nhá. Body cao cấp á. Xe cho mấy chị set vàng của chị Nguyệt Phạm. Bưng kè, bưng kè, bưng kè. Ủa chị ship tỉnh hay là tới lấy? Ship tỉnh hay là tới lấy nè, cho địa chỉ đi. Mon Út đâu rồi? Body 75 còn mấy cái ở dưới nhà dưới tủ nữa kìa. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Ai lấy ghi giùm em body 75.000. Body 75. Set vàng nhúng của Huỳnh Hoa. Cái này dung Quảng Châu á mọi người ơi. Này hết rồi còn có hai cái à. Cái này là dung Quảng Châu còn một hồng với một cam. Cái dung này là hàng xịt nha mọi người nhé. Cái dung này là khỏi. Set vàng em hết rồi. Cái dung này là hàng siêu mắc luôn á. 165.000 của em. Cái này mọi người mặc lên sẽ thấy này mọi người, những cái hàng này. Nó có dây kéo ở đây luôn, rất là xịt. Dung em còn được một vàng với một hồng thôi. Nó màu hồng đẹp quá. Màu cam với hồng. Cái này 165.000 á. Em mới nhận được nước hoa hôm kia. Em mới đặt nước hoa 2 ngày nè, 32 đến 3 ngày em ơi. Nói chung là em ở đâu á? Phú Yên là 3 đến 5 ngày, 5 ngày đủ lại. Rồi comment giúp em là dung cao cấp, em sale còn có 100.000 à. Cái dung này là hàng xịn có túi luôn. Này địa chỉ của bá này. Mon Út á, gửi cho bá luôn đi, khỏi gọi. Vào gói cho bá luôn đi, khỏi gọi. Rồi ai lấy ghi giùm em nhá, màu này giúp em. Màu cam với lại là màu hồng, dung này là dung lụa nha mọi người nhá, lụa đuổi hàng cao cấp á. Nhớ gộp cái kia vô nha. Màu cam với lại màu hồng. Em share cho mọi người còn có 100.000 thôi đó. Hôm bữa 165 cái dung này. Dung hàng xịt đó mọi người. Áo ở cái đầm này hôm qua dành nhau này. Đầm này hôm qua em sale đầu like lấy tương tác. Tối hôm qua em sale đầu like còn có 69.000 đó. Đầm này 145.000 của em. Đầm hàng cao cấp nha mọi người nha. Đây nha mọi người, nhìn cái đầm giùm em. Đầm cao cấp giùm em nha. Em sale có 69.000. Hôm qua là đầu like á mọi người. Còn hai cái này. Đầm cao cấp nhớ bỏ cái đai vô kìa. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Đầm cao cấp. Cái này là vải đúng chất hàng Quảng Châu luôn đó mọi người. Đúng là vải hàng Quảng Châu luôn đó. Vải xịn cơ là xịn luôn. Em sale mọi người còn có 69k thôi. Cái này chốt cho ai có đơn nha. Vô một cái không có chốt cho mọi người. Comment giúp em là màu. Đầm đen. Cái này có 69.000 sao mà đủ đơn đi được mấy chị. Cái này lựa ai có đơn thôi mọi người ơi. Mất công ra đơn lẻ nữa. Mimi lên số điện thoại địa chỉ. Ánh Nguyệt vừa có một cái sao đi hàng em 69.000 nè. Rồi cái này là đầm hoa. Đầm hoa này em share cho mọi người trên live còn
hoa này em sale lũ cho mọi người. Đồng hoa này ấy quá, bỏ trong ấy đi, bỏ trong cái hàng lũ. Cái mùi khó chịu vậy. Rồi cái này ghi dùm em nha, ghi dùm em là set hoa dùm em. Mimi lên địa chỉ, Mimi lên địa chỉ cái cục hàng lũi đâu rồi, trời má ơi, tấp dưới cái đống hàng cho em. Ghi cho em nha, comment giúp em là màu, comment giúp em là màu nha mọi người nhá, màu hoa dùm em, set hoa dùm em, sale mọi người 85.000 có set à. Cái này là cái quần chứ không phải là chân váy đâu nha mấy chị nha, cái này là cái quần đó. Ghi cho em là set hoa 85, set hoa 85. Đây set ngủ cao cấp nè. Set hoa 85, cái này là set ngủ cao cấp nè mấy chị. Set ngủ cao cấp 85.000. Set ngủ cao cấp 85. Ai lấy set ngủ cao cấp ghi dùm em là set ngủ cao cấp 85. Rồi mấy bà chốt hàng gì mà cứ ghi một cái mã không, không ai cho số điện thoại địa chỉ gì hết vậy. Chốt bằng niềm tin nào mọi người. Vân Vân Anh là set hoa. Bà quên bà không comment sớm, xét ngủ. Ghi bưng kè là ghi sau cái comment luôn mấy chị. Cứ hàm lên số điện thoại địa chỉ khách tỉnh, lên số điện thoại địa chỉ khách khu vực là comment với em là bưng kè là được. Bưng kè là ghé xuống lấy cho em, không có gọi điện không giao cho mọi người nha. Rồi cái này 2 dây 85. Vân Anh có số điện thoại địa chỉ rồi, em nhắc những khách mới chưa bao giờ mua hàng á. Set 85.000 màu đen, set ngố mọi người. Cái này mua về cái quần ngố là phối được với áo thun luôn này. Lời không? Cái này mọi người phối với những cái mẫu áo khác, quần khác cũng rất là đẹp luôn. Set 2 dây 85.000 có set không? 2 dây 85.000. Bỏ đang sau đi. Rồi ai lấy ghi giùm em đôi gì quần đây. Rồi set cánh tiên giùm em. Bà hiểu chốt cái gì xét vậy? Ghi mũi xét sao biết bà chốt cái gì? Ghi xét gì á? Xét ngố hả? Rồi comment mã này dùm em. Xét 85 là xét ngố của chị Hiếu. Rồi mã này dùm em. Rồi má ơi, cánh tiên màu đỏ đô, quần tắc ta hàng xịn nè mọi người. Nguyên cả xét luôn. Xét cánh tiên dùm em nha. Xét cánh tiên dùm em. Màu đỏ đô, màu hồng. Cái này xem mọi người còn 115 luôn, quất lẹ nhá. Cái này là màu hồng. Rồi cái này là màu nâu. Màu kem á. Màu xám ghi cũng được, comment giúp em là xám ghi đi. Với lại là màu xanh min. Xe có 115.000 thôi, đỏ đô của Mon Út. Rồi cái này ghi cho em là màu xanh min. Kèm màu giúp em hết đỏ luôn nha mọi người. Hồng của chị Tuyết. Lan Anh lấy màu gì vậy nàng ơi? Em còn 3 màu thôi, hồng, kem với lại là màu xanh. Hồng kem với xanh hết. Dung hồng của Mimi. Dung hồng 100.000 lúc nãy. Cánh tiên kèm màu giùm em đi mấy bà ơi. Cái này là màu màu xanh min này. Màu nào cũng đẹp hết á. Nói chung là cái cánh tiên này thì mọi người khỏi cần suy nghĩ. Thấy là bụp thôi. Em mới nhận quần đẹp quá chừng luôn. Cảm ơn em nha. Rồi cái này ghi cho em là màu xám ghi và màu hồng. Bà Lan Anh lấy màu gì á? Hết màu đỏ rồi. Màu hồng của Duyên Trâm. Rồi hết hồng luôn. Còn kem với lại là xanh thôi là hết nha. Còn hai màu xám ghi với xanh chứ lộn. Ok Duyên Trâm nha. Cái quần đẹp không? Rồi comment giúp em làm màu nha mọi người ơi, màu. Cái này là hôm qua dành nhau, nhưng mà hôm qua em không có kiếm được, không kiếm được set, nên giờ mới thấy nè mọi người. Hôm qua là mấy bà chốt mà em bấm ra mã mà nhân viên nó làm mất rồi, nó làm mất phiếu rồi, bây giờ ai chốt lại, còn 3 set à. Set Mai Phương Bùi cao cấp á. Cái set Mai Phương Bùi mà mấy chị hỏi là ai hôm qua cũng lấy hai màu hết các bạn hết rồi. 165 mà em sale còn 99. Set Mai Phương Bùi cao cấp á mọi người. Cái này là set Mai Phương Bùi nha mọi người nha. Cái này hôm bữa em mặc live kem nha mấy chị nhìn thấy đó. Vải siêu đẹp luôn. Em mặc vô á sẽ thấy được cái form nha. Đó.
bẹt vai. Kèm màu giúp em Thi Thi ơi. Hè chân váy là có dây kéo tập ly đen của chị Hiếu, nâu của Thi Thi. Này em sale còn có 100.000 nè. Này là sale lỗ cho mấy bà luôn á. Nâu của Sam Sam, nâu với đen. Nó hôm qua chốt nhiều lắm luôn mà không có kiếm ra được. Rồi ai lấy cái giùm em còn nâu với đen á. Má cái chân váy đẹp lắm luôn đó mấy chị. Có 100.000 nè. Má chân váy nè. Có quần ở đằng trong nha. Cái quần của nó xịn lắm nha mọi người. Không có bị hết. Lót áo là lót từ trên xuống dưới luôn này. Nâu với đen. Ai lấy nữa thì ghi giùm em nha. Nâu với đen. Body nhũn 75.000. Cái này là hàng siêu phẩm nha mọi người nha. Body nhũn ba lỗ 75. Body nhũn ba lỗ 75.000 có cái à. Body nhũn ba lỗ 75. Body nhũn 75. Trời má ơi đâu ra cái đầm cánh tiên này trời. Cái này quất lẹ mấy chị. Đầm cánh tiên còn hai cái. Màu hồng với lại là màu. Cái này là đầm cánh tiên y chang như là cái set á. Mà này là đầm nha mọi người nhá. Đầm cánh tiên. Má ơi màu này. Màu xanh cổ vịt với lại là màu hồng. Có hai cái, hai cái màu đẹp nhất luôn á. Xanh cổ vịt với hồng. Cái này hôm bữa em sale còn có 100.000 này. 145 mà em sale còn 100.000. Y chang như cái set cánh tiên á. Nhưng mà cái này là đầm nha mọi người nhá. Đầm này rất là xịn mọi người. Những cái nhúng là mọi người biết xịn rồi. Đầm cánh tiên có 100.000 thôi. Cưng không? Đầm cánh tiên đó mọi người. Ai lấy đầm thì ghi giùm em là đầm màu xanh củ vịt với màu hồng. Đây là siêu đẹp. Cái đó có cái có 75.000 sao đi đơn bà. Nhung Nguyễn Phượng á. Có cái sao đi đơn. Rồi ai lấy ghi giùm em nhá, đầm cánh tiên. Hồng của chị Tuyết My, xanh củ vịt của chị Châu Ngọc rồi hết. Hai cái à. À còn cái xanh của vịt này. Đó ta. Má mọi người cái bọc của nó là mọi người biết hàng xịn luôn rồi. Xanh của chị Mai Mai rồi hết. Từ từ nha, phải không đấy nha. Phải đấy là chết em luôn đó. Phải. Bỏ ơi chị. Hết rồi đó. Phải chốt cho bà nha. Nhớ chọn thêm nha. Cái body nhũng hồi nãy màu xanh nhé em. 75.000. Không chọn thêm là đi đơn đó nha. Rồi cái này ghi giùm em nha. Xanh kia, xanh kia, xanh kia. Xanh của vịt đây nè. Qua em. Rồi set giùm em nha mọi người nha. Set. Chị chốt cho em rồi đó. Nhớ chọn thêm cho chị. Rồi cái này ghi cho em set. Cái này em siêu đẹp luôn mà. Hôm qua em nhớ là 79.000. Em từ 125 mà sale còn 79. Ghi cho em là set xanh. Cái set này là siêu đẹp. Này bà Phượng thích sexy thì lấy mấy cái set này nè. Đó. Cái này là quần. Chân váy có quần ở đằng trong. Cái này là áo yếm. Set giùm em nhá. Set. Má ơi sale bất tử bất diệt luôn đó mọi người. Được á. Rồi áo Babydoll 75 này có màu đen á. Cái này là màu nu giùm em nhá. Màu nu Babydoll. Ý mà bà Mai đâu rồi lấy cái này nè. Chỉ thích áo kiểu lấy cái này nè. Trời ơi nó đẹp. Sale có 75.000 mọi người nhìn cái vải này. 75.000 ghi cho em là áo nâu Babydoll nha mọi người nhé. Áo Babydoll á. Của đằng trước nhúng này. Có cái à. Lúc đó có cái màu đen nữa. Mà hết à. Ai lấy thì ghi giùm em. Áo nâu. Coi phải không. Rồi đầm 2 dây body màu xanh nhúng. Cái này cũng hàng xịn nha mọi người nha. Em sale 85.000. Còn có cái à. Cái này bộ 145 lận á. Hàng xịn nha mọi người. Có mút ngực. Và hàng này là hàng chuẩn shop bán luôn đó mọi người. Dây của nó là dây điện nha mọi người nhá. Comment giúp em là đầm xanh. Đầm xanh giùm em nha mọi người nhá. Đầm xanh, đầm xanh, xe 85.000. Xanh 85. Xanh khác nha. Xanh 85. Chấm bài cả nhà ơi. Chấm bài nào.
lại giùm em đi. Tao nói gì lại? Chấm qua chấm lại, chấm mút, chấm lên chấm xuống đi trời. Mút chấm mút thả tim cho nó có tương tác. Rồi 2 giây. 2 giây này em xem còn 95 thôi, còn có set à. 2 giây nha mọi người nhé. 2 giây cao cấp. Cái này là quần váy. 2 giây quần váy giùm em. Màu xanh bơ siêu đẹp. Rồi comment giúp em là 2 giây hoa 95.000. Cái này đừng nhìn thấy nhỏ nha. Cái này là áo co giãn á, quần dập ly. Set 2 giây xanh bơ 95.000. 2 giây xanh bơ 95. Chấm mút cho nó có tương tác mấy bà. Rồi set hoa 85.000. 2 giây của Thi Thi. Cái này ghi cho em là set hoa bẹt vai cũng được, mà mặc thành như thế này cũng được. Baby dome cũng được mà bẹt vai cũng được. 85.000 kèm quần nhé. À, toàn xem mấy cái set siêu phẩm á. Hết rồi mấy chị. Rồi ghi cho em là set hoa dùm em. Set hoa 85.000. Có màu đen nữa này. Set hoa 85 chị Trân. Rồi còn màu đen. Đúng rồi, chị mặc là body. Bao nhiêu ký cũng vô được hết. Còn màu đen nữa nha. Xem có 85.000 thôi. Cái này bẹt vai cũng được. Mà cái này mặc như thế này cũng được. Mấy tùy mấy chị à. Mặc sao thì mấy chị mặc. Này là kiểu của nó là bẹt vai. Rồi ai lấy cho em quần đẹp lắm, quần có túi nha. Em còn set màu đen. Còn một set màu đen. Đen của chị Trân luôn. Cái này là cổ yếm này. Cổ yếm em sale có 95.000 thôi. Cái đầm cổ yếm này em sale lỗ mọi người. Màu đỏ. Má ơi đẹp chưa. Mặc y chang như quý bà luôn á. Dập ly màu, màu hồng, màu vàng với màu đỏ, ba màu duy nhất, hồng vàng đỏ giúp em hết rồi. Cái này mỗi mẫu có 1 cái mấy chị ơi, nằm trong cái hàng sale lẻ nè, mỗi mẫu có 1 cái ha. Cái này là màu vàng, voi thì chỉ mang 120, cái này em sale còn có 95 thôi nha. Đầm yếm cao cấp á, cái này bán phải mấy nghìn cái rồi đó, mà đợt là 145.000 lận. Cái này lót từ trên xuống dưới luôn, đầm yếm, màu hồng. Cái này đẹp lắm luôn đó mọi người. Mà sale còn có 95 thôi đó. Vàng của bà Trinh rồi hết vàng. Còn đỏ với lại là hồng thôi. Lấy thêm cái hồng cái đỏ đi Trinh. Tại vì đẹp mà. Thề luôn á. Đẹp cực kỳ luôn đó mọi người. Cái này là em không có nói điêu luôn á. Vải quá xịn sò. Lót từ trên xuống dưới. Cái này là mặc lên nó sang người. Chứ không có gì hết á. Mặc lên rất là sang luôn. Nó cực kỳ sang. Dập ly nha. Đỏ của chị Tuyết Nhung. Rồi hết rồi. Còn cái nào không? Còn cái hồng duy nhất. Còn cái hồng thôi mấy chị ơi. Ai lấy hồng không? Hồng cho chị Trân này rồi hết luôn. Sang lắm. Em đã nói cho mấy chị là nó rất là sang. Là nó rất là sang. Rồi set baby doll. Set baby doll, trời má ơi set này cưng quá. 85.000. Set baby doll 85, trời ơi cái quần này mấy chị. Set baby doll 85. Trời ơi, nè. Mặc lên chắc cưng xỉu luôn á. Nè. Cưng không? Set baby doll 85 má ơi. 145.000 sale còn 85 nha. Cái này ai giành nhanh thì được. Áo của nó lót tới 2 lớp lận đó mấy chị. Mà cái này là bông của nó là bông nổi này, chứ không phải là bông dạng như bông giả đâu mọi người. Bông nổi theo nổi lên như mấy chị luôn á. Đằng trước đằng sau cái quần siêu đẹp. 85.000 ghi cho em là set đỏ. Set baby doll đỏ 85. Baby doll đỏ 85. 85 của chị Trân. Còn 2 set mấy chị ơi. Còn 2 set. Còn set đen nữa này. Đỏ với đen với lại là một trắng. Đỏ với đen với trắng nha. Em sẽ có 85.000 nè. Cái này 145 là nó. Tại vì cái vải áo của nó rất là xịn. Cái này là màu trắng. Áo trắng quần đen. Áo trắng quần đen nha. Ai lấy thì ghi dùm em là màu trắng. Áo trắng quần đen nè. Áo xanh đen quần trắng. Đó. Ai lấy thêm màu nào thì chốt dùm em. Cái này là áo xanh đen nha mọi người nha.
dễ thương không? Trời ơi, nè, tầng tầng, siêu đẹp luôn. Cái quần đẹp lắm nha mọi người nha, cái quần là siêu đẹp. Ai lấy thì ghi dùm em nha, em còn là trắng với hay là xanh đen. Ai lấy thì ghi dùm em, trắng với xanh đen nha mọi người, với đỏ. Đẹp má, trời ơi má ơi, cái set đó mà cũng lấy là tiếc á, có 85.000 nè. Bao nhiêu ký mặc cũng đẹp hết. Rồi quần thể thao sale 50. Quần thể thao có cái à, sale 50.000, ra có đơn nha. Quần thể thao 50, 95 sale còn 50. Quần thể thao 50, xanh đen của Yến Mai. Rồi cái này set đuổi nha, ai comment nhanh thì có set đuổi 85. Quần 50 của chị Tuyết. Nè, nhìn cái phong quần của cái set đuổi này này mọi người. Rồi set đuổi 85. Cái này ghi dùm em nha, set đuổi 85 có set à. Đuổi 85. Đuổi 85. Set baby 85 chị chốt màu gì á, có màu mà. Cái kia là set đuổi. Rồi cái này ghi cho em là ngố. Ngố 79k. Ngố 79 có cái à. Set ngố đen 79k. Set đuổi của Nguyễn Khuyên 85.000 bưng kè. Không cần số điện thoại, ghé lấy dùm em trong chiều nay hoặc mai nha chị ơi. Rồi cái này ghi cho em là ngố. Đó, lấy số sau á. Lấy hộ em nha. Rồi cái này là đầm cánh tiên, lúc nãy còn cái màu xanh này. Cái này ai không lấy bây giờ em để mặc, tại vì hôm bữa em để màu xanh mặc mấy đứa nó dọn vô chắc nó cất đây luôn. Đầm cánh tiên dùm em. Theo còn trăm thôi, cái này có cái. Đầm cánh tiên cao cấp 100.000, cái này là hàng Thái nha mọi người, xịn lắm. Đầm cánh tiên 100. Ai lấy đầm cánh tiên đi dùm em là đầm cánh tiên 100. Đầm nhũ thuốc ngực còn màu hồng tới Hoài Thương Dương ơi. Cái đầm đó còn cái màu hồng duy nhất hết. Má ơi cái dung này mấy chị. Dung này ai giành nhanh này. Cái dung hôm qua giành nhau banh sàn luôn. Còn cái màu cam. Dung cao cấp á mọi người. Dung 2 giây á này. Hôm qua giành nhau quá trời luôn á. Dung này là có tăng đơ cho mấy chị xịt như thế này. Dung hôm qua em sale còn có 100.000 à. Comment giúp em là dung. Còn set nhúng dây hả? Trời, em la chứ em đâu có biết còn đâu. Em ngồi giữa biển rừng đồ luôn á. Rồi set baby doll màu đen, dung cam của Kiều Trang. Cái dung cam nó đẹp xuất sắc. Set baby doll 85.000. Comment giúp em là set baby doll 85. Set baby doll 85. Cái này có set duy nhất thôi mấy chị. Set baby doll 85.000. Comment giúp em là set baby doll 85. Baby doll 85. Ê cái đầm nhúng này. Úi giời ơi, vừa mới nhắc cái còn này. Còn đúng một cái duy nhất màu xanh cổ vịt đó, màu hồng á. Màu hồng này em mặc rồi. Đầm nhúng xanh cổ vịt. Cái đầm nhúng nãy đầu lai em vô mặc liền đó cho mọi người coi á. Đầm rút dây trước ngực á. 125 có cái duy nhất là màu xanh rêu. Không ai lấy em để mặc luôn á. Em vừa để mặc hai cái rồi. Rồi body màu hồng sale 100.000. Cái body này là đỉnh của đỉnh luôn nha. Body hồng. Body nhũn hồng nha mọi người nha. Ai lấy body nhũn hồng ghi cho em là body nhũn hồng. Sale cho mọi người trên like còn có 100.000. Còn cái này là 125. Xanh của vịt của Liễu Thúy rồi hết. Cái này là body hồng. Có cái duy nhất là mấy chị. Không bữa nhiều lắm luôn mà hết rồi. Body nhúng nha mọi người nha. Comment giúp em là body nhúng. Jojo hết. Má hàng trong này sale toàn hàng đẹp không có mấy chị. Thiệt á. Sale toàn là hàng xuất sắc không luôn.
Hết rồi, có một cái à. Trời ơi, set hoa 2 dây màu trắng. Cái này set hoa 2 dây nha mọi người nha. Set hoa 2 dây màu trắng. Xe cho mọi người trên like còn 110. Cái này 165, xe còn 110. Cái này là hàng siêu đỉnh lắm luôn á. Cái này hàng đẹp lắm luôn đó mọi người này. Nhìn cái quần này. Set hoa 2 dây cao cấp. Xe mọi người trên like còn 110.000. Set hoa 2 dây nha mọi người nhé. Này vải đẹp lắm luôn á. Set hoa 2 dây. Để em thay cái đầm body cho em ngồi. Mặc cái đầm body này ngồi like em ngồi không được luôn á. Cho chị cục sạc pin đi. Rồi cái này ghi dùm em nha. Xét hoa 2 dây. Ôi giời ơi, thì có biết gì. Xe nó vôi bớt đi. À, trong này toàn đồ đẹp không luôn đó mấy chị. Mai mốt sale mấy ngày nữa cho nó vơi bớt. Em tưởng sale một ngày nó hết á. Má ơi, chưa được 1/10 nữa. 1/100 chứ 10 gì. Má ơi, cái ngược biết bay. Sale hoài không hết luôn đó trời. Rồi cái này 85.000 set 2 dây. Set 2 dây còn màu hồng với lại là màu vàng thôi. 2 dây hồng với vàng nha, 85. Hai dây còn đúng một màu hồng với một màu vàng, 85.000. Hai dây còn hồng với vàng, 85. Hồng với vàng, 85.000. Comment giúp em là set 2 dây nha mọi người nhé. Set chỉ mặc sale có 110 thôi đó. Nó sẽ dùng mặc đẹp lắm luôn đó mọi người. Set dùng mặc là sale 110. Set mặc 2 dây hồng của chị Trần. Trần còn một set vàng với màu sẽ dùng mặc còn 2 màu 3 màu này. Em còn 2 dây màu vàng sẽ dùng mặc còn 2 màu 3 màu nha mọi người nhé. Cái này hàng Quảng Châu 100%. Còn màu môn nữa này, màu môn đẹp chưa, nó màu môn đỉnh lắm luôn á. Màu môn với màu hồng với màu vàng và màu trắng. Cái em mặc là màu trắng nha. Sale còn 110, 155.000 sale còn 110. Cái này là màu hồng, màu hồng mà em mặc là màu trắng. Cái này là màu môn. Em cho mấy chị nhìn cái màu môn đẹp lắm luôn á. Sale còn có 110. Ai lấy thì chốt đi mọi người. Còn có 4 set, 6 set. Ai lấy ghi giùm em với màu vàng đưa chị màu vàng. Không có quần ngắn. Màu vàng còn có 1 set duy nhất. Ai lấy thì ghi giùm em nhá. Màu 3 set thì mặc mắc lắm luôn đó mọi người. Tại vì cái quần dập ly, mọi người nhìn cái quần dập ly này. Mà em sale còn có 110 thôi đó. Nguyên cả một cái set luôn. 110.000. Bật qua nhạc đi em. Với quần tây cho chị luôn đi. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Lấy cái gì cột vô đây cho em. Cho nó nâng cái này lại. Màu môn của Thanh Tuyền. Màu vàng của chị Tuyết My. Cột sát vô để cho nó không có ấy. Từ. Nó dính vô. Rồi em còn 2 dây 85.000. Cái này comment giúp em kèm giá tiền nha. 2 dây 85. Comment giúp em là 2 dây 85 nha mọi người. 2 dây 85. Còn có set à, cứu em đi. Này còn có set duy nhất à. 2 dây 85 đưa chị cái quần tây đi. Hết màu vàng rồi mấy chị ơi. Hết màu vàng rồi. Rồi quần tây thần thánh, cái này em sale còn có 85 thôi, 135.000 em sale còn 85 nhá. Còn đủ SML, cái này còn sót lại có ri à. Cái đó hết vàng này em ơi.
SML dùm em. Cái này em sale cho mọi người trên live còn đúng 85.000 quần tây cao cấp luôn á. Mà sale SML cho mấy chị. Cái này là vải 100% là vải quần tây mà mấy chị hay mua 135 á. Đó, mà nay sale còn có 85 luôn á mọi người. Đủ size SML một bên dây kéo là một bên hông nhá. Mọi người ráng ấn nút ra chia sẻ bài dùm em cái đi cả nhà cho nó dễ like nè. Em cố gắng em like share cho mọi người thêm tí nữa. Rồi chốt đơn mọi người. Rồi ai lấy thì ghi dùm em, comment giúp em là màu nha. Màu giúp em. Quần tây kèm size SML, cái quần tây thần thánh nha mọi người. Quần tây mọi người hay hỏi em là còn cái quần nào nữa sale á. Đó là quần tây hàng xịn sò bên nhà em, SML. Quần tây thì có màu chứ làm gì có mấy màu bà. Nó chỉ có một màu đen duy nhất thôi. Xưa nay em bán quần tây em bán có màu chứ em đâu bán nhiều màu đâu. Quần tây kèm màu giúp em, kèm size giúp em. SML. Quần tây thì làm gì có màu mấy bà. SML 85.000. Lưng là siêu cao nhá. Cái đầu lưng không cao trả lại cho em. Cái đầu lưng siêu cao 85.000. Rồi cái này ghi dùm em là set hoa dùm em. Set hoa 2 dây 85 luôn. Set hoa 2 dây 85 màu đen với lại màu đỏ. Hoa 2 dây 85. Hoa 2 dây 85 màu đen với màu đỏ dùm em nha. Hoa 2 dây 85 đen với đỏ. Comment giúp em là màu. Hoa 2 dây chữ gì mà kêu chia sẻ cái tục còn 42 người coi luôn vậy. Ai lấy ghi dùm em màu nha. Comment giúp em là màu. 2 dây 85. Sơ mi nữa hả? Không chị ơi, set sơ mi em hết rồi. Rồi set sơ mi loại nào? Comment giúp em set hoa 2 dây. Rồi còn bốn mấy người coi sao like mọi người. Họp nha. Họp chốt đơn nha. Còn bốn mấy người là em họp chốt đơn đó. Sao mà like? Không có giữ đơn đâu mấy chị. Mai em vẫn like nhưng mà không có giữ đơn đâu nha. Nhà bây giờ chuyện nhà nó chật chội lắm. Không có giữ đâu. Giữ đơn rồi mấy chị ở không, không có set sumi nữa. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Set loan Adidas giùm em. Đầm cánh tiên hết rồi. Rồi ra chia sẻ đi rồi em like thêm cho nè. Chứ còn không em ọp lắm mọi người. Bốn mấy người sao mà like. Có 23 lượt chia sẻ. Bốn mấy người sao mà loa like mấy bà. Xét loa của Lan Nguyễn. Đừng có đụng giới cái ấy. Em xích xích cái gì vậy. Xích vô cái đó đi. Xét loa còn một set này. Xe 99k khó xét không. Con xét nữa nha. Loa là gì đó. Rồi set baby doll màu xanh giùm em. Set baby doll màu xanh, cái này em sale cho mọi người, lúc nãy em sale còn có 115.000 nè. Set baby doll màu xanh. Comment giúp em là set baby doll màu xanh em còn có set à, 115.000. Baby doll màu xanh giùm em. Comment giúp em là set baby doll màu xanh còn có set thôi mấy chị ơi. Set baby doll màu xanh. Rồi cái này ghi cho em là set cam nha mọi người nhé. Set cam. Set cam xe 115.000. À xe 120.000. Set cam dập ly á. Cam dập ly hàng cao cấp nha mọi người nhé. Xe cho mấy bà trên live còn có 119k, 120.000 á. Cái này hàng xịn nha mọi người. Hàng xịn hơn cả hàng set loang luôn á.
xe cho mọi người còn có 119.000. Rồi cái này là set sơ mi đùi. Cái này sót lại có set màu nâu à. Set sơ mi đùi xe 100. Set cam của Tiên Tiên. Bà Tiên Tiên là chốt đó, 4 sản phẩm rồi đó. Tí nào mà không nghe máy là vô danh sách bom hàng ngồi luôn đấy nha em nha. Đợt trước đã bị một lần rồi. Nhắc nhở lần thứ 3 rồi đó. Rồi comment giúp em là set sơ mi cao cấp xe 100.000. Này lấy vô 100 mấy mà sale 100 luôn. Set sơ mi dùm em 100.000. Có set à. Set sơ mi 100. Những người mà bị nằm trong danh sách cảnh báo rồi là em lười khi bán hàng lắm. Mỹ Hòa set sơ mi đùi em đã bán lại mà còn bị lần nữa là lần sau có cho thêm tiền em cũng chả bán luôn. Yếm dùm em nha. Yếm comment giúp em là set yếm cao cấp. Nè mọi người nhìn cái quần này. Set yếm giùm em nha mọi người nha. Cái này là yếm cao cấp nha mọi người. Xe 100 luôn. Set yếm cao cấp xe 100. Rồi mã này giùm em. Set này em sale 85.000 luôn. Sale 85.000 ghi cho em là set trắng. Set đầm body rồi chọn thêm đi để đi hàng. Mất công ngồi xả. Rồi cái này ghi dùm em nha. Set màu đen, màu trắng với màu xanh. Đen trắng với xanh dùm em. Cái này hàng Thái mà sale có 85 thôi. Nãy lên 3 cái mẫu body liên tục không chốt. Giờ đi hỏi trắng 85 của Nhi Kiều. Xe có 85.000 thôi, ai chốt thì chốt đi mọi người. 135 rồi xe còn 85 luôn đó. Cái này là màu xám. Cái này là màu xám giùm em, xám ghi á. Cái này set được mặc ở nhà này. Xe còn 85 luôn. Ai lấy ghi giùm em nha. Đen của Mi Ngọc. Xanh của Vân Anh có 85.000, không còn, nó 5-6 set rồi hết rồi. Ai lấy ghi giùm em nhá. Xanh, xám, đen, trắng. Cái phong quần là siêu đẹp nha mọi người nhá. Xanh của Trang Phương. Rồi hết xanh nha mọi người. Em còn xám, trắng với lại là đen. 54kg thoải mái luôn. 64kg cũng thoải mái luôn. Cái này là màu đen. Đen trắng với lại là xám, ba màu hết rồi đó. Còn nó 5 set à. Đen trắng với xám giùm em nha. Ai lấy thì ghi giùm em là màu. Comment giúp em là màu nha mấy chị ơi, đen trắng với xám. Đen trắng với xám giùm em. Đó, cái này là màu xám này, màu đẹp mà mọi người, màu đẹp xỉu luôn đó, thiệt á. Nè cái này là màu trắng, vải đẹp không? Không có chê cái gì luôn đó mọi người, kinh khủng không? Xám của Trang Phương. Hết xanh rồi chị. Còn trắng xám đen thôi, hết rồi. Màu trắng đẹp mà không lấy, trời. Màu trắng đẹp muốn xỉu luôn đó. Màu trắng bao đẹp luôn trời. Màu trắng, màu xám với màu đen hết rồi. Còn ba màu đó thôi, hết sạch. Ai lấy thì ghi giùm em là màu nhé. Đang
mặc còn. Áo khoác nhung cao cấp sale còn 85.000. Cái này là bằng nhung nha mọi người nhá, bằng nhung á. Cái này là bằng nhung chứ không phải bằng len đâu. Cái này là bằng nhung mắc hơn len nữa. Sale 85.000 luôn. Áo khoác 85.000. Bộ đang mặc sale 110. Bộ đang mặc sale 110. Rồi set cam. Set cam sale 115.000. Sale 100.000 luôn đi. Set cam sale 100. Có set à? Cam 100. Ai lấy ghi dùm em là set cam. Cái này là chữ nổi luôn cho mấy chị luôn đó. Set cam 100. Ai lấy cam thì ghi dùm em là cam 100 nha. Cam 100. Cam 100. Trắng 85 của Ngân Huyền. Cái này áo sơ mi xem mọi người 75.000. Có cái sơ mi Burberry 75. Cái sơ mi thì đẹp quá. Sơ mi 2 túi luôn. Túi thật nha mọi người. Sơ mi 75.000 Burberry. Sơ mi Burberry 75.000. Má ơi, cái set này ai giành được thì giành nhanh. Set. Set đuổi. Má ơi, cái này đẹp quá. Set đuổi dùm em. Set đuổi 150.000 sale còn 130. Set sơ mi đuổi sale 130. Mọi nhìn cái hàng dùm em này. Set sơ mi đuổi sale 130. Má ơi, nhìn cái set là mê hồn luôn á. Set sơ mi đuổi sale 130. Có set duy nhất thôi đó mấy chị. Cái này vừa có màu trắng, màu đen với màu nu với màu vàng mà hết rồi. Cái này sót trong mẫu lẻ có cái à. Set sơ mi màu nu 130.000. 130. Có set duy nhất thôi đó. Rồi comment giúp em nha. Rồi áo. Áo 75.000. Có cái à. Áo 75. Rồi comment giúp em là áo 75.000 nha mọi người nhé. Ai lấy áo 75 ghi cho em là áo 75. Chấm bài cho mọi người. Thôi em tắt à. Không là tắt thật đó mọi người. Để mà chốt đơn. Like gì nữa, mai like tiếp. Rồi comment giúp em là set ngố cao cấp. À cái này siêu đẹp. Ngố cao cấp giùm em nha. Set ngố giùm em. Có set duy nhất. Ngố nha mọi người. Ngố cao cấp. Sale 100.000 luôn. Ủa 135 á. Sale 100.000 ngố. Ngố hồng cao cấp 100. Ngố cao cấp thì đăng like đây em. Đâu có ngủ đâu. Đăng like nè. Đâu có ngủ đâu mọi người. Mà đâu có ai thấy ai chấm bài hay là ai tương tác gì đâu. Rồi cái này quần tây size S. Quần tây size S giùm em. Lên cả 10 mẫu rồi cũng không thấy chốt, cũng không thấy chấm bài gì hết. Quần tây size S, ngố hồ Trang Phương. Chứ vẫn đang like liên tục đây chứ em đâu có ngủ trên like đâu. Quần tây size S. Xe 100.000. Còn có cái là size S 4 nút nha mọi người nhá. Size S 4 nút luôn. Quần tây cao cấp á. Size 100.000. 135 size còn 100. Rồi cái này ghi dùm em là màu hồng. Quần tây của Nhi Kiều. Đầm rút màu hồng nha. Cái này hàng siêu phẩm đó mọi người. Đầm rút hồng dùm em. Ai lấy đầm rút hồng ghi dùm em là đầm rút hồng. Sale cho mọi người quần tây đó. 4 nút đó còn không? Mỹ Hòa một cái. Rồi cái này body cao cấp dùm em. Sale 100.000. Ba cái đầm body này là đẹp. Xuất sắc, xuất thần luôn á. Body 100. Body 100. Ba sẽ thấy lai hoài. Nó không dặn ngớt cho tôi hướng nào vậy trời. Thêm hàng không thì trời.
hiểu không mọi người? Lai trong kho, cày trong kho từ ha, từ hôm qua đến giờ mà nó không ngớt được hàng. Thò cái áo khoác nha mọi người ơi, còn nó 3 cái à. Em lai từ hôm qua tới giờ em lai muốn xỉu trên lai luôn, mà nó không ngớt hàng được luôn đó mọi người. Đừng đừng đừng, khúc này khúc đó thì em xếp vào khúc này, cứ vứt đại vô đây, mai cứ mò ra à. Những ngày xả lên kho, tuần này mùi xả trong kho thì nó sạch. Ừ, xếp thì cho nó đi, còn những cái khúc đó tí nào vứt qua đây hết, vứt qua phía bên này. Ừ, cái này để mai lai tiếp. Rồi cái này ghi dùm em nha, xám dùm em. Em sai, em lai liên tục một tuần ở trong kho, không lấy hàng mới luôn mọi người. Áo khoác dùm em nha, cái này là màu môn, màu xám đậm. Này em sale lỗ cho mấy chị khoác Adidas, mà em sale lỗ còn 75 thôi đó. Màu xám đậm với màu trắng, cái này là lỗ banh nhà luôn mọi người. 75.000 áo khoác dùm em, màu trắng, khoác Adidas thì mấy chị biết giá của em bán 125 xưa giờ rồi. Giờ sale còn có 75 thôi, cái này là xám đậm, màu môn, khoác Adidas là tất cả đều hàng hai lớp cho mấy chị. Xám nào về Mỹ Hằng ơi, lấy hai cái thì có 75.000, chị không có ra đơn được đâu. Này lấy một cái cũng không có bán được mọi người, tại sale lỗ mới lại mọi người giữ đơn, em không có giữ đâu, đơn 80.000 mới đi hàng. Cái này là xám nhạt, xám đậm, xám nhạt, màu môn với màu trắng, có lấy thì ráng lấy cho chị hai cái đi đơn này. Nhà giờ một kho nhiều lắm mọi người, không có giữ đơn cho ai được hết á. Quá trời hàng hóa tùm lum hết. Từ từ được hết cái đó qua. Giờ nhà nhìn ngợp luôn á, có chỗ mà đi vô đi ra luôn mọi người. Em bươi hàng trong kho ra là nhìn như là cột núi á. Cái này là màu xám đậm, nhớ lấy thêm nha, Mỹ Hằng là xám nhạt, tóc cong 75.000 chốt. Rồi cái này là màu trắng giùm em, xong lấy thêm màu trắng, rồi màu trắng đẹp muốn xỉu luôn. Nó có 75.000 cái áo khoác thôi đó mấy chị. Mùa này mà mấy chị săn áo khoác là không có hàng mà săn đâu. Bữa giờ em không có về áo khoác. Rồi comment giúp em nha, xám đậm, màu môn. Rồi cái này ghi cho em là màu